Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2008, tại hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 đã thông qua nghị quyết số 26 về nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Từ đây, nghị quyết 26 thường được gọi là nghị quyết Tân Nông đã được quán triệt thực hiện và làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của nông nghiệp, nông thôn nước ta. Cụ thể, tổ chức sản xuất phù hợp hơn, đáp ứng yêu cầu hàng hóa lớn, nâng cao sức cạnh tranh, qua đó thay đổi diện mạo nông thôn nước nhà. Đây là đánh giá của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 26 do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì tổ chức. Trong 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết Tam Nông, tổng ngân sách nhà nước đã đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn là 1,17 triệu tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay ngành nông nghiệp, nông thôn đạt khoảng 1,6 triệu tỷ đồng, chiếm 22% tổng dư nợ của toàn ngành kinh tế. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, nền nông nghiệp đã có nhiều tiến bộ cả về quy mô và trình độ sản xuất. Tái cơ cấu ngành đúng hướng, đạt nhiều kết quả quan trọng. Giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích năm 2017 đạt hơn 90 triệu đồng một hecta. Xuất khẩu nông sản năm 2017 đạt 36,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,2 lần so với năm 2008. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2017 đạt trên 41.000 tỷ đồng, tăng 207% so với năm 2008. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 43,2 triệu đồng một người một năm, gấp 5,4 lần so với năm 2008. Một cách khách quan nhất có thể nói, nghị quyết của Đảng đã đi vào cuộc sống để làm chuyển mình nền nông nghiệp và phát triển mạnh mẽ, làm thay đổi diện mạo nông thôn nước nhà theo hướng văn minh, giàu và đẹp hơn. Vai trò chủ thể của người nông dân ngày càng được khẳng định, cùng với đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận của người dân nông thôn được nâng lên. Một kết quả rất đáng ghi nhận sau 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10, đó là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã trở thành một chương trình sâu rộng và đạt được những kết quả rất tích cực. Tính đến tháng 6 năm 2018, cả nước có trên 3.000 xã, chiếm khoảng gần 35% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân đạt 13,7 tiêu chí trên một xã. Có 43 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2017, có 99,4% xã trên cả nước có đường ô tô đến trung tâm xã. 99,2% hộ dân nông thôn có điện. 99,7% số xã đã có trường tiểu học và trường mẫu giáo. 99,5% số xã có trạm y tế. 60,8% số xã có chợ, 58,6% số xã có nhà văn hóa. Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Ban Chỉ đạo Trung ương đặt ra mục tiêu cho ngành nông nghiệp đến năm 2030 duy trì tăng trưởng GDP nông lâm thủy sản khoảng 3% một năm, tăng trưởng công nghiệp, du lịch nông thôn trên 10% một năm, số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 90%, thu nhập bình quân của cư dân nông thôn tăng gấp 2,5 lần so với năm 2020, tăng trên 9% một năm.